Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tháng thanh niên năm 2020 và tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 21 tháng 3, Thị đoàn Hòa Thành tổ chức hoạt động đến thăm và trao tặng vật tư y tế cho trại dưỡng lão thuộc Điện thờ Phật Mẫu xã Trường Tây và mái ấm Bách Hoa Trang trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Đây là hai cơ sở bảo trợ xã hội hiện đang cưu mang các cụ già neo đơn, người khuyết tật và các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày các cơ sở này có khá đông người lui tới thăm nom và thực hiện các hoạt động xã hội, nên công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực này cần thiết được nâng cao. Từ nguồn kinh phí vận động được, Thị đoàn Hòa Thành đã trao tặng 200 khẩu trang vải, 200 chai nước rửa tay khô và 20 thùng sữa. Các bạn đoàn viên thanh niên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hướng dẫn các cô chú và các em thiếu nhi cách rửa tay đúng cách, cùng các phương pháp phòng chống dịch bệnh.